Chú ơi, bảo bán cái miếng thớt này chú. Bán đến 2 triệu. 2 triệu à? Ừ. Nó có nổ đâu chú? Không nổ đâu rồi. Không nổ à? Đấy còn cái đồ mới phát thì kinh. Muốn làm không? Thế cháu phải lấy mấy cậu với cậu lốp rồi. Chắc là lốp có xong rồi đấy. Không, xong rồi nhỉ? Xong, bơm thử xem. Bơm thử xem. Bên này. Bên kia cũng bị xịt rồi chú. Bên này cũng bị. Này bây giờ lấy ra phải bơm lên thì mình đặt được cái này. Mình kích lên, mình bơm lên một tí cái bánh này, còn bánh kia nó không sao. 2 triệu chú. Ừ. Cái gì ạ? Đấy chú. Đấy, cái lốp cái xẹp rồi. Thật luôn lật đấy. Không. Rồi. Ôi đang lật rồi. Kéo cổng được. Rồi hết. Không được đâu. Lại quá. Chân. Kéo thẳng lên cho lật cái kéo đầu. Có mang đồ mấy thầy đường nào đấy cam rét cứ kéo nó sẹt được đời nào ông máy thì chắc để cái này để nó giữ này nữa đi nữa không kèm nữa lật lật. Kinh thôi kinh thôi à được rồi. Anh hộ em đây. À, hộ em đấy. Nào. Trời đại ca, hàn nhầm rồi đại ca. Cái này lồng nó lồng mở mà. Hả? Mở nó yếu thôi, buộc mà nó đẹp đẹp.